Một F0 cộng 7 loại giấy tờ, nhân viên y tế mắc COVID-19 cũng không dám nghỉ. Mỗi bệnh án F0 gồm 7 loại giấy tờ, trong khi đó lực lượng y tế lại mỏng khiến nhân viên trạm y tế thị trấn Nến, Bắc Giang, dù mắc COVID-19 cũng không dám nghỉ làm. Những ngày gần đây, số ca mắc COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang cũng tăng cao hơn, với hơn 2.000 F0 mỗi ngày. Địa phương này có nhiều khu công nghiệp, nên trong số những ca dương tính, không ít người là công nhân. Tuy nhiên, thì việc cấp giấy xác nhận F0 cho công nhân và người lao động để họ hưởng các chế độ bảo hiểm đang gặp khó, bởi số ca F0 nhiều, còn lực lượng y tế địa phương lại quá mỏng. Một F0 cộng 7 loại giấy tờ, ông Thân Văn Vịnh, nhân viên y tế trạm y tế thị trấn Nến, huyện Việt Yên. Vừa khám bệnh vừa liên tục phải nghe điện thoại, ông Vịnh cũng không nhớ nổi mỗi ngày mình nhận bao nhiêu cuộc gọi của người dân hỏi về quyết định cách ly, giấy chứng nhận hết cách ly để quay trở lại công ty làm việc. Ông Vịnh cho biết có người từ sáng đến giờ gọi 3 lần để hỏi vì sao đã nộp giấy tờ nhưng chưa có quyết định hoàn thành cách ly. Tôi đã giải quyết cho họ về giấy kết quả âm tính. Họ đã qua 7 ngày cách ly để đi làm nhưng hiện không thấy tờ quyết định của ủy ban đâu. Theo lý giải của ông Vịnh, lực lượng y tế mỏng nhưng giấy tờ xác nhận F0 lại quá là phức tạp. Mỗi F0 hiện đang phải cổng 7 loại giấy tờ nhưng chủ yếu là các tờ khai, chỉ là tên và số điện thoại. Thậm chí trước đó, tờ khai của F0 còn dài tới 4 trang giấy. Nhiều công nhân người miền núi không biết chữ, họ loay hoay không biết khai kiểu gì. Riêng việc nhập thông tin danh sách F0 cũng không có người làm, mỗi ngày mấy trăm người, trong khi đó bệnh án F0 tới 7 tờ. Tờ khai dài 4 trang giấy giờ đã thay đổi, đơn giản hơn nhưng vẫn còn nhiều bỏ sót. Mà cứ thiếu một dữ liệu thì hệ thống lại gạt ra, như thế làm sao hoàn thiện thủ tục để công nhân có giấy chứng nhận còn đi làm. Ông Vịnh bức xúc, không biết bên trên nghiên cứu thế nào nhưng không thực tế tí nào. Hiện F0 không vào kịp hồ sơ, chưa kể những người đến hỏi chế độ, chỉ có việc tìm giấy tờ chúng tôi đã đủ chết rồi. Trạm y tế thị trấn Nến có 9 nhân viên, nhưng một người vừa chuyển đi, một số nhân viên lớn tuổi không thành thạo máy tính. Có hôm giáo viên được huy động hỗ trợ, nhưng cũng chỉ được chốc lát, bởi họ còn phải dành thời gian chính cho việc giảng dạy. Mỗi ngày có hàng trăm người đến trạm y tế để xét nghiệm, khám bệnh, tiêm vaccine, hỏi thủ tục, giấy tờ, khiến áp lực đè nặng lên vai những cán bộ y tế. Ông Vịnh kể rằng, có nhân viên y tế còn phải trốn lên gác trên ngồi để nhập dữ liệu vì người dân liên tục đập cửa hỏi liên quan đến chế độ, nhất là công nhân. Buổi trưa tôi chỉ dám nghỉ 30 phút, nấu tạm gói mì tôm để ăn ngay tại phòng làm việc. Tôi hết giờ về nhà thì điện thoại liên tục đổ chuông, tôi cũng không ngủ được, áp lực lắm. Anh Nguyễn Trung Cương là nhân viên y tế chia sẻ rằng, tôi có kết quả xét nghiệm dương tính từ ngày hôm qua. Ba anh em khác thì ngày thứ 5 dương tính, nhưng không ai được nghỉ, vẫn phải làm bình thường. Nhiều lúc anh và các đồng nghiệp cảm thấy kiệt sức. Khoảng 10 ngày gần đây, có tới 80-90% người dân đến xét nghiệm là dương tính, nên họ vẫn gắng gượng làm việc. Chỉ biết động viên nhau, nếu mệt thì nghỉ, còn sức khỏe thì cứ làm. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.